Thực phẩm tươi, đậm phong cách Pháp, ít thịt hơn. Đó là chủ trương của Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 về thực đơn cho các vận động viên tham gia tranh tài tại Thế vận hội này, qua đó cung cấp cho các vận động viên những bữa ăn tươi ngon, lành mạnh và đảm bảo dinh dưỡng. Theo tầm nhìn thực phẩm Paris 2024 Food Vision, 25% thực phẩm cung cấp cho các vận động viên phải được sản xuất cách địa điểm thi đấu dưới 250 km để giảm lượng khí thải carbon từ việc vận chuyển thực phẩm tươi sống. Các thực phẩm của Pháp được ưu tiên với mục tiêu 80% thực phẩm cung cấp cho sự kiện được sản xuất tại nước sở tại. Ban tổ chức Olympic Paris 2024 cũng đặt mục tiêu cắt giảm 50% số thực phẩm liên quan đến động vật tại sự kiện này so với Olympic Tokyo 2020. Đồng thời bổ sung các món ăn chay trong các thực đơn phục vụ vận động viên. Đối với chúng tôi, ăn thực phẩm địa phương là rất quan trọng. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi chúng tôi làm bánh mì kẹp thịt, và chúng tôi thường lấy ví dụ này bởi vì các vận động viên thích ăn bánh mì kẹp thịt, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện theo cách khác một chút. Ví dụ, khi chúng tôi có mặt ở Marseille hay Île-de-France, mỗi lần chúng tôi sẽ tích hợp nhiều sản phẩm địa phương hơn bởi vì chúng tôi muốn kết hợp việc ăn uống lành mạnh, niềm vui phục vụ ăn uống với thách thức giảm thiểu khí thải carbon của chúng tôi. Care4, nhà cung cấp sản phẩm tươi sống chính thức cho các vận động viên tại làng Olympic, đã tổ chức một chuyến thăm tới một nông trại ở Villeron, cách Paris chỉ 25 km về phía Bắc. Trong 2 tuần diễn ra lễ hội, họ sẽ cung cấp 13 tấn khoai tây cho sự kiện. Đó là một vinh dự, là niềm tự hào, đặc biệt là vì tất cả các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến đây, và đây sẽ là một sự kiện toàn cầu. Tôi yêu thể thao và tôi sẽ có mặt tại Stade de France vào ngày 4 tháng 8 để theo dõi môn điền kinh. Tôi thực sự thích điền kinh và nhìn thấy các vận động viên sẽ ăn khoai tây của tôi chạy. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Sử dụng hơn 600 tấn sản phẩm tươi sống do Care4 cung cấp, công ty chế biến thực phẩm Sodexo sẽ chịu trách nhiệm phục vụ khoảng 40.000 bữa ăn mỗi ngày cho 15.000 vận động viên tại làng Olympic. Thảo cầm viên thành phố Hồ Chí Minh với tên gốc là Vườn Bách Thảo Sài Gòn được người Pháp quy hoạch và xây dựng vào năm 1864, đến nay đã có lịch sử 160 năm hình thành và phát triển. Đây là vườn thú có tuổi thọ cao đứng thứ 8 trên thế giới và là vườn thực vật nổi tiếng với hàng ngàn loại đặc hữu. Và trong chuyên mục Điểm đến ngày hôm nay, mời quý vị khán giả đến với Thảo cầm viên để chiêm ngưỡng những giá trị về đa dạng sinh học, giá trị lịch sử và giá trị văn hóa tinh thần của Thảo cầm viên, một di sản trong lòng thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là thông tin cuối của bản tin văn hóa du lịch ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Nằm giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Thảo cầm viên có diện tích gần 20 ha, được ví như lá phổi của nội đô thành phố. Với gần 2.000 cá thể động vật, 140 loài thú quý hiếm cần được bảo vệ như chĩ sao, hươu vàng, cùng với 350 loài thực vật thân gỗ, trong đó có 20 loài nằm trong sách đỏ như cây giáng hương, gõ đỏ. Hiện nay, Thảo cầm viên là điểm đến quen thuộc của người dân thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận với giá trị về mặt đa dạng sinh học vốn có. Đi Thảo cầm viên thì em được bước vào một cái không gian khá là nhiều cây xanh á. Cái nhiệt độ nó cũng thoải mái và nhiều cây xanh thì nó làm cho tâm trí em nó thoải mái, nó tốt hơn. Với lại trong quá trình tham quan thì em cũng có gặp được nhiều loại sinh vật mới lạ mà trước đây em chưa hề biết đến.